Vừa qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh Hưng Yên, Sơn La cùng một số cơ quan tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, tổ chức hội nghị giao thương trực tuyến quốc tế sản phẩm nhãn Việt Nam 2020 thực hiện chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020 nhằm hỗ trợ các nhà vườn, hợp tác xã, doanh nghiệp nhãn Việt Nam tăng cường tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, xuất khẩu nhãn và sản phẩm nhãn ra thị trường quốc tế trên môi trường trực tuyến. Trong điều kiện các địa phương trồng nhãn và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong công tác xúc tiến thương mại với nước ngoài về dịch Covid-19, hội nghị đã thu hút sự tham gia của hơn 70 doanh nghiệp, nhà nhập khẩu nông sản từ Ấn Độ, Australia, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Malaysia, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc và trên 30 nhà vườn hợp tác xã doanh nghiệp nhãn đến từ 8 tỉnh thành của Việt Nam. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngay từ khi chưa vào vụ nhãn, Bộ Công Thương đã giao Cục xúc tiến thương mại lồng ghép nhiều hoạt động giới thiệu sản phẩm và doanh nghiệp cung ứng nhãn trong các chương trình giao thương trực tuyến chuyên đề nông sản thực phẩm với một số thị trường nước ngoài. Ngay tại hội nghị các nhà vườn, doanh nghiệp Việt Nam đã được kết nối giao thương trực tuyến với nhà nhập khẩu quốc tế theo hình thức giao thương chung và giao thương riêng 1-1 theo phân nhóm hàng và thị trường thông qua hội nghị giao thương này doanh nghiệp Việt Nam và các nhà nhập khẩu nước ngoài đã có điều kiện tìm hiểu rõ hơn nhu cầu năng lực của nhau tiến tới thỏa thuận các hợp tác kinh doanh góp phần hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch và xây dựng các chiến lược phát triển kinh doanh bền vững cho sản phẩm nhãn.